Xin chào tất cả các bạn, thì nay mình lại lên video để giới thiệu với các bạn về một số loại tiền xưa sưu tầm của một số nước ở trên thế giới, mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì đầu tiên ở trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một tờ, đó chính là 10 sen nhé. Tờ tiền này chỉ là 10 sen của Nhật Bản này. Mặt đằng sau, đây là mặt đằng sau, còn mặt đằng trước thì nó như thế này. Thì như là mình tìm hiểu ấy thì mệnh giá nhỏ hơn của tờ yên Nhật Bản thì là sen. Đây. Và mặt đằng trước của tờ tiền này thì hình ảnh của chim bồ câu. Loại tiền này là tiền xưa của Nhật Bản. Tuy nhiên rằng là cái loại Nhật Bản nó rất là hay, nó không có năm in ở trên tờ tiền nên mình cũng không biết là loại này nó in năm nào. Thì bạn nào mua về để sưu tầm thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng để biết thêm thông tin nhé. Mà đằng sau của tờ tiền đó chính là hình ảnh của tòa nhà quốc hội ở Nhật Bản. Chất lượng thì còn rất là đẹp nha các bạn nha. 10 sen của Nhật Bản như thế này. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 30.000 đồng, loại tiền xưa của Nhật Bản. Chắc là nó cũng phải rơi vào khoảng trên dưới 50 năm rồi. Tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền của Ý, tờ 1.000 của Ý này. Tờ Ý đây. Chất lượng thì còn rất là ok nha các bạn nha. Mặt trước và mặt đằng sau của tờ tiền như thế này. Năm in của tờ tiền này thì là năm 1990, như vậy là cũng được hơn 30 năm tuổi rồi. Đây, mặt trước và mặt đằng sau. Và chất lượng thì gần như mới, rất là mới luôn đấy. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 50.000 đồng nha các bạn nha. 50.000 đồng cho cái tờ Ý như thế này. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về một tờ tiền in hình con rồng của Nhật Bản, cũng là của Nhật Bản luôn. Lần này thì nó là 10 yên của Nhật Bản nha các bạn nha. In hình ảnh con rồng đây, hoa văn họa tiết. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp với hình ảnh con rồng như thế này. Mặt đằng sau thì nó cũng vậy. Ở đây thì cũng không rõ năm in của tờ tiền này. Mình nhớ không nhầm thì nó in vào năm khoảng 1950 mấy hay là 4 mấy gì phải. Cái loại yên mà có hình ảnh con rồng. Thì tờ tiền này mình bán với giá là 70.000 đồng, chất lượng như thế này ạ. 10 yên của Nhật Bản. Đây là yên, là loại mệnh giá lớn nhất này. Sen của Nhật Bản thì mệnh giá nhỏ hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy về kích cỡ của hai tờ tiền. Tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về tờ tiền của Pháp, 20 franc của Pháp, phát hành năm 1993. Đây nha các bạn nha. Loại này thì chắc chắn đã không còn được sử dụng và cũng không còn được in ra nữa, vì nước Pháp bây giờ đang sử dụng đồng tiền chung euro rồi. Mặt đằng sau thì nó như thế này ạ. Chất lượng thì không còn được mới 100% nữa, cũng bị một số vết cập ở trên tờ tiền. Thì tờ tiền này mình bán với giá, đây, có một vết nó rách như thế này nhá. Loại này thì mình bán với giá là 70.000 đồng nha các bạn nha. Đây, cho anh sáng sẽ nhìn thấy hình chỉ bảo A này. Tiếp theo thì lên với các bạn về một tờ 100 yên của Nhật Bản. Loại này thì mình đã lên video giới thiệu và chi tiết về cái tờ tiền này rồi. Mặt đằng sau thì là hình ảnh của tòa nhà quốc hội, và loại này mình bán với giá là 60.000 đồng nha các bạn nha. Cũng là có niên đại cách đây khoảng 70 năm về trước hay sao ấy, cũng không rõ lắm. Rồi, một tờ, đây mình có hai tờ tiền như thế này cho các bạn sưu tầm luôn này. Đây, tờ đầu tiên là một yên của Nhật Bản, hai tờ này đều là một yên của Nhật Bản nha các bạn nhá, cùng loại. Tuy nhiên rằng là mặt đằng sau này, tờ tiền này thì người ta đã viết ở trên tờ tiền như thế này rồi ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ, mình chỉ nhớ là cái chữ này chữ trá thì phải, tức là trà gì đó, cũng không biết là có đúng hay không. Tiếng Trung cũng không được giỏi lắm. Rồi, tờ tiền mà đã bị viết chữ như thế này thì mình bán với giá là 15.000 đồng này, 15.000 đồng cho cái tờ tiền này. Còn cái loại đẹp hơn, rất là đẹp hơn, hình ảnh hoa văn họa tiết vẫn còn rõ ràng và sắc nét hơn, thì tờ tiền này mình bán với giá là 60.000 đồng nha các bạn nhá. 60.000 đồng cho cái tờ tiền 1 yên của Nhật Bản in hình ảnh của chú gà trống như thế này. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền 1 yên của Nhật Bản. Loại này thì chắc chắn là cổ rồi, rất là cổ. Đây, mặt đằng sau thì nó như thế này, 1 yên. Đấy, nó ghi cả bằng tiếng Anh. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Loại này thì mình chỉ sưu tầm được cái tờ tiền mà nó chất lượng không còn được mới nữa, thì mình bán với giá là 60.000 đồng nhá. 60.000 đồng cho cái tờ tiền yên cổ này. Thì ở đây mình có hỗ trợ hàn phơi ni lông cho các bạn sưu tầm tiền. Thì bạn nào muốn sưu tầm những tờ tiền ấy thì các bạn cứ bảo mình sẽ hàn phơi cho các bạn. Ở đây là dịch vụ bên mình miễn phí nhá. Tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền như thế này. Tờ tiền 5 này chắc là cũng là 5 sen của Nhật Bản. Đấy, mặt đằng trước in hình ảnh của samurai đang cưỡi ngựa. Đấy, và tờ tiền này thì mình cũng bán với giá là tờ tiền này thì bán với giá là 40.000 đồng nhá. 40.000 đồng cho cái tờ tiền con như thế này của Nhật Bản. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn cũng là tờ tiền của Nhật Bản. Hôm nay kiếm được nhiều tờ tiền Nhật Bản quá. 50 của Nhật Bản. Đấy, chất lượng thì vẫn còn rất là ok. Loại này thì bán với giá là 40.000 đồng nhá. 40.000 đồng. Loại này toàn là loại tiền xưa của Nhật Bản thôi. Màu sắc thì nó không được đẹp lắm,
Tuy nhiên rằng là hoa văn họa tiết của nó thì vẫn còn rất là ok. Bạn nào mà sưu tầm theo kiểu là về đất nước Nhật Bản thì các bạn ủng hộ mình nha. Rồi, lên nốt một tờ tiền của đất nước Nhật Bản nữa này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, hình ảnh của tờ tiền rất là đẹp. Đây, mặt trước đây, hai ông này cùng một người này. Đấy, cùng một người, các bạn có thể nhìn thấy. Mình nhớ không nhầm đây là chính là một vị lãnh tụ nào đó của Nhật Bản tham gia phong trào bình đẳng gì đó, sau đó là thành lập nên một đảng phái ở trong Nhật Bản. Đấy, khá là nổi tiếng, nhưng mà mình đã làm video rồi nhưng mà bây giờ lại quên mất. Rồi, mặt đằng sau vẫn là hình ảnh của tòa nhà Quốc hội tại Nhật Bản. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 30.000 đồng thôi nhá các bạn nhá. 30.000 đồng cho cái tờ tiền này. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về một tờ tiền. Đây là tờ tiền kỷ niệm của nước Nga, được sản xuất năm 2018 nhằm kỷ niệm World Cup được tổ chức tại nước Nga. Hình ảnh mặt trước này, hình ảnh quả bóng này, sau đó là bản đồ của đất nước Nga. In hình ảnh chiều dọc ở trên tờ tiền. Mặt đằng sau là một cậu bé đang cầm quả bóng. Đây, mực đổi màu này các bạn có thể nhìn thấy, khi lắc lư cái tờ tiền thì ánh sáng ở trên cái quả bóng này cũng lắc lư theo. Còn đây là hình ảnh của Lev Yashin, thủ môn huyền thoại của Liên Xô. Đây ông chính là người đầu tiên và duy nhất hiện tại tính đến thời điểm này nhá, giành được quả bóng vàng với vai trò là thủ môn đấy. Đây, và tờ tiền này thì mình bán với giá là 150.000 đồng nhá, chất lượng còn rất là mới. Và hiện nay cái loại này thì đã không được lưu hành, không được in ra nữa rồi, nên nó đã cố định số lượng. Tiếp theo thì lên với các bạn về một tờ tiền, nhìn thì nó rất là cổ, tuy nhiên là năm in của nó chỉ là năm 1993 thôi. Mặt trước và mặt đằng sau của tờ tiền này, đây, hình ảnh một cung điện nào đó của đất nước họ. Thì tờ tiền này mình bán với giá là 7.000 đồng nhá, chất lượng thì không còn mới nữa nên giá thành của nó cũng vậy. Và ở đây thì cũng không rõ là nước nào, thì bạn nào mua về để sưu tầm thì cũng rất là hay, nó tương đối là cổ đấy. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền của Myanmar, 50 Myanmar, chất lượng thì rất là mới, còn rất là đẹp. 50 kiat của Myanmar. Mặt trước thì in hình ảnh của con lân đấy. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 15.000 đồng cho các bạn sưu tầm luôn này. 15.000 đồng, chất lượng còn rất là đẹp. Tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền in hình con ngựa của Uzbekistan, một người đang cưỡi ngựa, vị vua của Uzbekistan. Và đằng trước thì in hình ảnh quốc huy của họ này, 500 của Uzbekistan. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 15.000 đồng nha các bạn nha. 15.000 đồng cho cái tờ tiền này. Rồi, tiếp theo thì một tờ tiền đến từ đất nước Mông Cổ. Số series khá đẹp này, 900, tam hoa 000 luôn. Mặt đằng sau thì in hình ảnh của những con ngựa. Đấy, thành Cát Tư Hãn này. Đây, khu vực này sẽ là hình chìm thành Cát Tư Hãn, khi xoay ngược sáng các bạn có thể nhìn thấy. Và tờ tiền này thì mình bán với giá là 20.000 đồng cho cái tờ tiền tam hoa 000 nhá. 79000 luôn đấy. Đấy, rất là đẹp mà rất là cứng cáp này, chất lượng còn mới 100%. Rồi, tiếp theo là một tờ tiền của đất nước Campuchia. Tờ tiền này thì bán với giá là 4.000 đồng cho các bạn sưu tầm. 4.000 đồng cho cái tờ tiền Campuchia, chất lượng còn mới 100% nha các bạn nhá. Mới tinh ấy. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền 10 triệu Mark Đức. Đây, tờ tiền này là 10 triệu Mark Đức nhá. Đây, hình ảnh hoa văn họa tiết của nó chỉ như thế này thôi. Và năm in của tờ tiền là năm 1923. Mặt sau thì trống trơn, chẳng có gì cả. Và loại này thì mình bán với giá là 60.000 đồng nhá. Cái loại Mark Đức này ấy, thì cái thời kỳ là năm 1920 mấy, sau khi mà chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc thì Đức là một đất nước thua cuộc, nên bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài. Và ở đây thì người ta giải quyết bằng cách là in ra các tờ tiền có mệnh giá cực kỳ lớn, lên tới hàng triệu luôn. Tuy nhiên càng in thì càng lạm phát. Đấy là một số thông tin về lịch sử. Và tờ tiền này là tờ tiền như vậy, 10 triệu Mark Đức. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn về tờ tiền 1 đô la. Đấy, 1 đô la. Tờ tiền in năm 1935. Cụ năm nay cũng là đã gần 100 năm tuổi rồi, chín mấy tuổi ấy. Đây, mặt đằng sau thì như thế này. Và tờ tiền 1 đô la năm 1935 này thì mình bán với giá là 100.000 đồng nhá. Cái loại đô la ấy thì nó chỉ na ná như nhau thôi, nó chẳng có gì thay đổi cả. Bình thường thì các tờ tiền thì nó rất là đẹp, thay đổi theo từng năm, nhưng mà anh này thì nó khác. Nó cũng chỉ là hình ảnh của Washington này, sau đó là cái mộc ở đây thì thay thế là mộc xanh lá cây thôi. Đấy, loại đô la thì nó chỉ được như thế này thôi ạ.
Rồi tiếp tục thì lên với các bạn về tờ tiền 100 franc của Pháp phát hành. Tờ tiền này thì in năm 1971 này. Chất lượng thì như là các bạn đã nhìn thấy còn rất là mới, cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn. Hình chim bảo A này các bạn, đây mình sẽ xoay ngược sáng cho các bạn. Loại này thì phải xoay ngược sáng thì mới nhìn thấy hình chim bảo an rõ ràng và cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, đầu này, hình ảnh này, hình ảnh này. Đấy, và tờ tiền 100 franc này thì mình bán với giá là 300.000 đồng nhá, chất lượng còn rất là mới luôn đấy. Rồi tiếp theo tiếp tục lên với các bạn về tờ tiền 5 của Indonesia. Tờ tiền này thì mình bán với giá là 15.000 đồng nhá. Năm in là 1964. Đây, mặt trước và mặt đằng sau của nó đây ạ. Rồi tờ tiền mệnh giá 75 của đất nước là gì nhỉ? Pakistan. Tờ tiền này thì bán với giá là 70.000 đồng nhá. Chất lượng còn rất là đẹp, cực kỳ là mới đấy nha các bạn nhá. 75 Pakistan. Hình ảnh này cột mà nhà máy điện bằng sức gió này. Rồi tiếp theo là tờ tiền này thì mình bán, hai này thì mình bán với giá là 10.000 đồng này, đã hàn phơi ni lông bảo quản tiền rồi. Rồi hai tờ tiền này thì mình bán đồng giá là, hai tờ tiền này thì mình bán đồng giá là 15.000 đồng trên một tờ nha các bạn nha, 15.000 đồng. Rồi một tờ Venezuela chất lượng còn rất là mới. Và tờ tiếp theo là tờ tiền Mông Cổ, đấy cũng khá là đẹp. Hình ảnh này con ngựa này các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, 50 Mông Cổ. Rồi, như vậy là ở trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền như vậy. Mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì các bạn nào muốn biết thêm thông tin nào khác về các tờ tiền thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.